Nguyễn An Ninh sinh ngày 15 tháng 9 năm 1899 tại quê mẹ ở xã Long Thượng, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn nay thuộc tỉnh Long An. Sinh ra trong một gia đình nho giáo có cha là Nguyễn An Khương, giỏi chữ Hán và quốc ngữ, làm nghề thầy thuốc, dạy học, dịch sách. Còn về mẹ của Nguyễn An Ninh, bà là Trương Thị Ngự, con một gia đình giàu có. Lúc nhỏ, ông sống tại quê ngoại xã Long Thượng, đến năm 10 tuổi theo cha lên ở hẳn tại khách sạn Chiêu Nam Lầu. Năm 1910, ông bắt đầu đi học trường dòng Ta Bất và sau đó theo học chương trình Bơ Dí Vết Elemente tại trường Sa Sơ Lúc Lầu Bất. Năm 1916, nhờ đậu tốt nghiệp hạng ưu nên ông được tuyển thẳng ra Hà Nội theo học cao đẳng y dược, được miễn chuẩn bằng tú tài. Sau đó ông lại bỏ y dược chuyển sang học luật và cai trị, nghĩ rằng học ngành này mới thấu hiểu bản chất của chính quyền thực dân để sau này đấu tranh công khai bằng pháp luật. Nhưng không hài lòng với chế độ giáo dục, ông bỏ học và tìm đường đi Pháp. Trong thời gian ở Paris, Nguyễn An Ninh liên hệ với Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và Nguyễn Ái Quốc. Ngoài ra, Nguyễn An Ninh còn dành thời gian nghiên cứu các học thuyết cách mạng trên thế giới. Ông cũng kết giao rộng rãi với các nhà hoạt động cánh tả, cộng sản ở Pháp và một số nước khác ở châu Âu. Ngày 5 tháng 10 năm 1922, ông về nước. Lần đầu tiên, Nguyễn An Ninh ra mắt công chúng Nam Kỳ tại Hội Khuyến học Nam Kỳ với một bài diễn thuyết ân cần cho Polesienamat bằng tiếng Pháp. Ngày 22 tháng 2 năm 1923, Nguyễn An Ninh sang Pháp lần thứ hai với ý định hoàn thành bằng tiến sĩ luật, nhưng ông chỉ lưu lại hơn nửa năm rồi trở về nước. Vào đêm 15 tháng 10 năm 1923, Nguyễn An Ninh lại xuất hiện trên diễn đàn với đề tài Enadinze Lagunesien đã mất bằng tiếng Pháp. Thống đốc Các Nắc mấy lần gọi ông đến đe dọa và tuyên bố cấm ông diễn thuyết tại các nơi công cộng. Nguyễn An Ninh âm thầm phản ứng bằng cách cho ra tờ báo Pháp văn là Colossi Feli ở Sài Gòn để công kích chính sách thực dân Pháp. Để đàn áp tờ báo, chính quyền thực dân đã cấm các nhà in và sở bưu điện không cho họ nhận in, phát hành và vận chuyển. Ai dám ghi bán báo, đọc báo đều bị theo dõi. Vào ngày 10 tháng 1 năm 1925, ông sang Pháp lần thứ ba. Trong thời gian ở Pháp, ông định viết là Ferland and Indersan. Ngoài ra, ông còn diễn thuyết tại khách sạn Hội Bác Học, Paris, bài Tinh thần Dân chủ của nước Việt Nam. Ngày 21 tháng 3 năm 1926, Nguyễn An Ninh diễn thuyết trước 3.000 người nghe, kêu gọi chống chủ nghĩa thực dân. Tuy nhiên, buổi diễn thuyết diễn ra chưa qua 60 phút thì đã bị đàn áp giải tán. Ba hôm sau, ông bị nhà cầm quyền Pháp bắt kết án 18 tháng tù, nhưng chỉ bị giam 10 tháng thì được ân xá. Ở Pháp lần này, ông quan hệ với nhiều nhà yêu nước thuộc nhiều chính kiến. Ngày 6 tháng 1 năm 1928, Nguyễn An Ninh về nước, được đồng bào đón tiếp nồng nhiệt. Ông sáng tác vở tuồng hát Hai Bà Trưng để cổ sĩ tinh thần yêu nước. Cuối năm 1928, ông bị bắt lần thứ hai và lần này Pháp dựng lên vụ hội kín Nguyễn An Ninh để bắt mấy trăm người ủng hộ ông. Tổng cộng Nguyễn An Ninh đã bị bắt vào tù 5 lần và lần thứ 5 chính là lần cuối cùng của ông. Trong lần cuối cùng này, ông đã chút hơi thở của mình vào ngày 14 tháng 8 năm 1943, 2 năm trước khi Việt Nam giành lại được độc lập, hưởng dương 43 tuổi.